Trong trận đấu ngày hôm nay thì hai đội sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất của mình. Đội hình xuất phát của đội VTV Bình Điền Long An. Các cô gái trẻ Long An thi đấu trong bộ trang phục sắc vàng chủ đạo. Họ xuất phát với chuyền vai mặc áo số 2 Lê Lê Bách Hồng, cùng chuyền mặc áo số 7 Phạm Cao Trâm Anh, số 8 Phụ Công Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, số 11 Phụ Công Nguyễn Thị Như Ngọc, số 16 đội trưởng Chủ Công Nguyễn Lan Vi, số 25 Chủ Công Tào Khánh My và libero mặc áo số 15 là Võ Thị Thảo Nguyên. Người đang xuất hiện trên màn ảnh của chúng ta lúc này là gương mặt quá quen thuộc với những người yêu mến bóng chuyền nữ Việt Nam, huấn luyện viên Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Xuất phát của đội Định Chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước. Số 2 Định Chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước ở trận này có xuất phát với đội hình gồm có chuyền hai và áo số 2 thì Định Ngọc Vân Anh, số 6 Chủ Công đội trưởng Ngô Thị Minh Huệ, số 8 đối chuyền Phan Kim Chi, số 14 Chủ Công Phạm Quỳnh Hương, số 16 Chủ Công Vũ Hồng Thảo Hương, số 25 Phụ Công Nguyễn Trà Giang và libero mang áo số 3 Trần Lan Anh. Huấn luyện viên đội trẻ của Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước là ông Nguyễn Trọng Linh, hiện tại cũng đang là huấn luyện viên trưởng của đội U20 nữ Việt Nam. Còn bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa là huấn luyện viên phó sau khi huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt dành thời gian để tập trung cho đội tuyển quốc gia trước chiến dịch tại FIVB Challenger Cup sắp tới. Một trận đấu rất đáng chờ đợi để xác định tấm vé còn lại góp mặt trong trận chung kết của giải bóng chuyền trẻ quốc gia năm nay, nơi mà Vietinbank là đội đã giành được suất đầu tiên sau chiến thắng ở trận bán kết 1. Hướng phát bóng ngoài. Người vừa phát bóng ra ngoài sân là chuyền hai Vân Anh, cầu thủ xuất phát ở vị trí số 1 bên phía Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước. Trong set 1 thì Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước thi đấu ở bên phần sân bên tay phải màn hình của chúng ta. Phát bóng ra ngoài liên tiếp, có vẻ như những cầu thủ trẻ của cả hai đội bóng đều đang có dấu hiệu tâm lý trong trận đấu bán kết này. Người vừa mắc lỗi bên phía trẻ Long An đó là số 25 Chủ Công Tào Khánh My. Chuyền 1 không tốt. Đây sẽ là cơ hội tấn công dành cho Thông tin. Đưa bóng sang biên. Và bóng hay vừa rồi là của Phan Kim Chi. Pha xử lý rất thông minh của đối chuyền mang áo số 8. 2-1 cho Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước. Vẫn đang là cầu phát bóng của Phạm Quỳnh Hương. Quỳnh Hương là một trong những cái tên đáng chú ý nhất trên sân lúc này, cùng với Lê Lê Bách Hợp của Long An và Nguyễn Lan Vi, những thành viên có mặt trong danh sách rút gọn của đội tuyển U20 quốc gia. Thêm một điểm nữa dành cho Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước. Và phối hợp chắn đôi tốt của các cô gái áo xanh. Đó là tình huống chắn đôi của Phụ Công Trà Giang và đối chuyền Kim Chi. Lan Vi, Kim Chi, thêm một pha block hay nữa của Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước. Cách biệt bây giờ đã được nâng lên thành 3 điểm. Những pha xử lý chuyền một không tốt trong những phút vừa qua đang khiến cho trẻ Long An gặp nhiều khó khăn ở thời điểm khởi đầu của trận bán kết này. Phạm Quỳnh Hương đang giữ được cầu phát bóng của mình. Bước một tốt, đưa bóng ra biên cho Lan Vi. Thông tin đang chắn bóng rất hay. Sau đó là nỗ lực cứu bóng không thành công của VTV Bình Điền Long An. Số được nâng lên 5-1 và có lẽ thời điểm này huấn luyện viên Ngọc Hoa đã phải có đổi ý rồi. Những pha tấn công của Lan Vi ở biên 4 cho tới thời điểm này đang bị hàng chắn của Thông tin bắt bài. Đội trẻ Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước ở giải trẻ quốc gia năm nay đang là một trong những cử viên nặng ký cho chức vô địch. Họ toàn thắng ở lượt trận vòng bảng
và cho tới thời điểm này vẫn đang giữ được thành tích bất bại của mình. Trong khi đó thì Long An ở bảng đấu của họ, họ đã thua Vietinbank và đứng ở vị trí nhì bảng. Long An đang là đương kim vô địch ở giải trẻ quốc gia. Pha phối hợp hay của đội chủ công ty trường Tư Bình Phước. Kim Chi đang bám chắn rất hay ở trận này. Pha phối hợp đánh nhanh, điểm dành cho VTV Bình Điền Long An. Cuối cùng thì cầu lên điểm của với chủ thông tin cũng đã bị chặn lại. Người vừa cắt mạch lên điểm của thông tin đó là phụ công mang áo số 8 Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc. Ngay sau pha ghi điểm vừa rồi thì Bảo Ngọc sẽ là người phát bóng tiếp theo. Phát bóng của Long An. Cho tới thời điểm này thì trong cả hai lần có gỡ phát bóng, Long An đều mắc lỗi. Trước đó là Khánh My và bây giờ là Bảo Ngọc. Sau khi phụ công xoay xuống cầu dưới và phát bóng hỏng, họ sẽ rời sân để nhường chỗ cho Libero để giúp cho đội bóng tăng cường khả năng phòng thủ cũng như là bắt truyền một bóng ngoài. Hai đội bóng đều đang mắc nhiều lỗi phát bóng. Người phát bóng lỗi là Trà Giang và cũng như Long An. Sau khi phụ công của thông tin phát bóng hỏng thì họ sẽ rời sân để nhường chỗ cho Libero, đó là Trần Lan Anh. Pha phối hợp đánh chiến thuật của thông tin. Sau khi đã có được khoảng cách khá an toàn ở thời điểm đầu trận đấu thì thông tin đã mạnh dạn triển khai miếng đánh chiến thuật. Tám ba cho đội bóng áo xanh. Đánh nhanh. Tình huống tấn công ở vị trí số 3 chưa có điểm cho Long An. Lan Vi. Cú đập bóng rất mạnh từ biên 4 của Lan Vi. Lan Vi hiện tại đang là đội trưởng của đội tuyển U20 Việt Nam. Vào đầu tháng 7 tới thì Lan Vi cùng với Phạm Quỳnh Hương và Lê Lê Bách Hợp sẽ là cùng với đội tuyển U20 sang Trung Quốc tham dự giải U20 châu Á. Và cứu bóng rất hay của Đinh Ngọc Vân Anh. Và sau đó là tình huống đánh biên thu của chủ công Bích Huệ. Đội VTV Bình Điền Long An sai vị trí phát bóng. Số 16 phát bóng. Trọng tài đang ra soát lại vị trí trên sân. Đội hình trên sân của đội VTV Bình Long An 16, 11, 2, 25, 8, 7. Điểm thông tin 94. Long An mắc lỗi vị trí. Lẽ ra tình huống vừa rồi thì phải là Nguyễn Lan Vi là người phát bóng. 16, 11, 2, 25, 8, 7. Lan Vi đang đứng ở vị trí số 1. Vị trí số 2 là số 11, phụ công Như Ngọc. Tỷ số bây giờ là 9-4 dành cho binh chủng thông tin trường Tươi Bình Phước. Đưa bóng ra biên. Đánh bàn trắng vừa rồi của Đào Khánh My. Ngày hôm nay thì Khánh My là người đánh cặp cùng Lan Vi ở vị trí chủ công trong đường xuất phát của Long An. Lan Vi giờ đang ở cầu dưới, còn Khánh My thì ở hàng trên. Ở vòng bảng thì chủ công đội trưởng Nguyễn Lan Vi đã gặp chấn thương ở đầu gối.
và không được thi đấu nhiều. Hy vọng ngày hôm nay số 16 của Long An sẽ có được thể trạng tốt nhất, mang tới cho chúng ta một trận đấu với chất lượng cao. Pha phối hợp tấn công ở vị trí số 3 với những cú đánh liên tiếp của Thảo Hương đã không thắng được các tay chắn của VTV Bình Điền Long An. Tỷ số bây giờ là 6-9. Một chớp thời cơ của số 16 Thảo Hương, nhưng trọng tài xác định đó là điểm dành cho Long An. Có vẻ như đã có lỗi lưới của các cô gái binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Đúng là những đầu ngón tay của Thảo Hương đã chạm lưới. Trọng tài Đỗ Văn Trọng đã đưa ra quyết định chính xác ở tình huống vừa rồi. Lỗi bước một và thông tin mất điểm. Cái việc giờ đã được thu hẹp xuống còn một điểm. Thông tin di động trận đấu. Giờ thì tới lượt huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh phải gọi hội ý. Cho tới lúc này thì mỗi đội đã phải sử dụng một lượt time out. Trong mỗi set đấu, mỗi đội bóng sẽ có quyền hội ý 2 lần, mỗi lần kéo dài 30 giây. Ở giải trẻ của chúng ta thì không có lượt technical time out, hội ý kỹ thuật. Ba mươi giây của thông tin đã hết. Lúc này thì lợi thế về điểm số của họ chỉ còn lại là một điểm. Vẫn đang là cầu phát bóng của Nguyễn Thị Như Ngọc. Nguyễn Thị Như Ngọc là vận động viên có chiều cao tốt nhất trong đội hình của trẻ Long An với chiều cao 1m81. Cú đánh của Quỳnh Hương. Tiếp tục sẽ là cầu tấn công dành cho binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước. Quỳnh Hương đập tốt từ biên tuyến. Điểm cho đội bóng Ao Linh, số được tăng lên 18. Rất nỗ lực nhưng Lan Vy cũng không phòng thủ được ở pha bóng vừa rồi. Bên phía thông tin thì Quỳnh Hương cũng chính là vận động viên có chiều cao ấn tượng nhất. Theo đăng ký của đội bóng Ao Linh thì số 14 có chiều cao 1m86. Hương sinh năm 2008, năm nay mới 16 tuổi, sẽ là một nhân tố rất triển vọng của bóng chuyền nữ Việt Nam. Đội U20 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang có rất nhiều những nhân tố tốt ở vị trí chủ công, trong đó có Quỳnh Hương, có Lan Vy, có Ánh Thảo và có Đặng Thị Hồng. Sẽ là một cơn đau đầu nhẹ cho huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh để tìm ra cặp chủ công cho đội tuyển U20 Việt Nam. Quỳnh Hương rất tốt của số 11. Với lợi thế về chiều cao thì Quỳnh Hương thường có những pha kết thúc tầm cao để vượt qua các tay chắn của đối thủ. Sức vận đà của Quỳnh Hương được đăng ký ở mức 3m. Cũng là vận động viên có sức vận đà tốt nhất trong số các cầu thủ trên sân lúc này. Chắn bóng hay và binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước có thêm một điểm nữa. Số được nâng lên 13-9. Mỗi đội bóng đang có những cầu lên điểm của riêng mình. Sau khi Long An đã thu hẹp được cách biệt xuống còn một điểm, bây giờ binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước lại đang nới rộng khoảng cách. Và xử lý hay ở vị trí số 3. Điểm dành cho trẻ Long An. Tình huống kết thúc vừa rồi là của Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc. Cầu phát bóng trở lại với Tào Khánh My. Thank you.
sân thì Kim Chi cũng thường đánh với một chủ công và đẩy Quỳnh Hương sang thi đấu ở biên sau, vị trí số 2. Phạt bóng ngoài rồi, một phạt bóng của Phạm Quỳnh Hương. Hai đội đều đang mắc nhiều lỗi phát bóng ở trận đấu này, ở trận đấu mà tất cả những cầu thủ trẻ của chúng ta đang có cơ hội để rèn luyện về tâm lý thi đấu. 11-14. Công của cầu thủ đã có một pha hút trắng hay để mở ra cơ hội tấn công ở vị trí số 2. Tình huống xử lý vừa rồi là của Phan Kim Chi. Số 8 đang chơi rất hiệu quả với hiệu suất tấn công ghi điểm cao trong những phút vừa qua. 15-11 cho binh chủng thông tin trường tư Bình Phước. Người phát bóng là phụ công Trà Giang. Đó là cú đánh của Lan Thi. Cái xác định bóng không chạm chặt. Thêm một điểm nữa được ghi cho binh chủng thông tin trường tư Bình Phước. Giải trẻ của chúng ta thì không có công nghệ video challenge nên những tình huống như vừa rồi thì các vận động viên hay ban huấn luyện không thể đưa ra khiếu nại. Pha xử lý của Lan Vi. Tấn công ở vị trí số 2. Cơ hội phản công dành cho Long An. Lan Vi. Chắn bóng quá hay, lại là một tình huống chắn đôi để chặn đứng đội trưởng bên phía Long An. Pha chắn đôi của Thảo Hương và Bích Huệ. 17-11. Lợi thế 6 điểm dành cho binh chủng thông tin trường tư Bình Phước. Đập rất mạnh và nó cũng là một tình huống ra tay rất nhanh ở vị trí số 3. Quỳnh Hương đã không kịp phòng thủ. Một pha phối hợp tốt giữa Lê Lê Bách Hợp và Nguyễn Thị Như Ngọc. Như Ngọc ở giải trẻ năm nay chơi rất tốt với những miếng đánh ở vị trí số 3, cả đánh nhanh và đánh lao. Bích Huệ chéo cắt ở biên 4 của trung tâm áo số 6. Nhật Tin đang nhập cuộc tốt hơn ở trận đấu này. Họ tấn công có phần đa dạng hơn và hàng chắn của họ cũng đang bám chắn rất rắc. Trong khi đó thì Long An đang dựa dẫm khá nhiều vào Lan Vi và chủ yếu những điểm số của họ thì đang được ghi bởi các phụ công. Tiếp tục có điểm cho binh chủng thông tin trường Tây Bình Phước. Điểm thông tin 19 phần. Có lẽ nốt đường bóng này thì huấn luyện viên Ngọc Hoa sẽ phải sử dụng tấn quyền tham lam. Nếu như Long An tiếp tục mất điểm, khoảng cách giữa hai đội bây giờ đã là 7 điểm rồi. Huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh là người có khả năng truyền cảm hứng rất tốt cho các cầu thủ. Điểm A dành cho thông tin. 20-12. Số có phần may mắn dành cho các cô gái trẻ áo lính khi bóng đã leo lưới. Như chúng tôi dự đoán, huấn luyện viên Ngọc Hoa đã phải gọi time out lần 2 trong set 1. Không thể chậm trễ hơn nữa khi khoảng cách lúc này đã là 8 điểm rồi. Chúng tôi xin được gửi lời chào và lời cảm ơn tới tất cả các khán giả đang đồng hành theo dõi những diễn biến của giải trẻ quốc gia năm 2024. Giải đấu được tường thuật trực tiếp trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Đây là diễn biến của trận bán kết 2 nội dung của nữ giữa hai lò đào tạo trẻ chứ danh của bóng chuyền nữ Việt Nam, đó là VTV Bình Điền Long An và binh chủng thông tin trường tươi Bình Phước. Ở trận bán kết 1 thì Vietinbank đã lội ngược dòng để đánh bại Kinh Bắc Bắc Ninh với tỷ số 3-1. Và họ sẽ gặp đội thắng trong trận đấu này. Và phần đánh lao điều chỉnh có điểm cho Long An. Tình huống kết thúc thành công của Như Ngọc. Nguyễn Thị Như Ngọc là vận động viên cũng đã có thời gian được đôn lên đội 1 cùng với Nguyễn Lan Vi và libero Võ Thị Thảo Nguyên.
Năm ngoái thì Long An thực sự là không có đối thủ ở giải trẻ quốc gia cũng như giải trẻ câu lạc bộ. Ở giải trẻ câu lạc bộ năm 2023 thì VTV Bình Điền Long An đã vượt qua Bộ Tư lệnh Thông tin trong trận chung kết với tỷ số 3-0. Họ đăng quang ở hai giải trẻ đầu năm. Nhưng so với lực lượng năm ngoái thì Long An năm nay cũng mất một vài vị trí quan trọng. Trong đó có phụ công Như Anh, có đối chuyền Trà My. Và trà giải trẻ câu lạc bộ thì họ còn có thêm cả Khánh Vi nữa. Trong khi Long An vô địch hai giải trẻ đầu năm thì Thông tin là đội bóng đã đăng quang ở giải U23 năm ngoái. Hai lò đào tạo này luôn sản sinh ra rất nhiều những cầu thủ, những vận động viên tài năng cho bóng chuyền nữ Việt Nam. Tới giờ trên đội tuyển quốc gia thì những thành viên của Long An và Thông tin cũng đang là những nhân tố trụ cột, những người góp công lớn mang lại những chiến tích vẻ vang cho bóng chuyền Việt Nam trong năm vừa qua. Và năm nay thì chúng ta đang tiếp tục viết tiếp lịch sử khi vô địch ở giải đấu AVC Challenge Cup vừa qua và giành vé tới FIVB Challenger Cup. Rồi tấn công dành cho Long An. Đánh ở vị trí số 3, trọng tài viên xác định bóng trong sân. Còn huấn luyện viên Trọng Linh thì không cho rằng đó là một tình huống bóng rơi ở vạch cuối sân. Huấn luyện viên của đội trẻ Thông tin đang phản ứng gay gắt. Và trọng tài Đỗ Văn Trọng đã phải hội ý với ông Nguyễn Thanh Tuấn. Chúng ta cùng xem lại đường bóng này. Một pha tấn công của Như Ngọc ở vị trí số 3. Đang phải chiều vừa rồi có vẻ như cú sắc nhận rằng bóng đã ở ngoài sân. Góc quay này thì khó nhìn hơn. Những quyết định trọng tài được đưa ra. Cuối cùng đó là điểm dành cho với chủ thông tin Chiến Tư Bình Phước 21-15. Ở một bóng chuyền có rất nhiều những tình huống diễn ra với chuyển biến rất nhanh và những tình huống có thể nói là nhạy cảm. Do đó các trọng tài thực sự cần sự hỗ trợ của công nghệ, đó là sự hữu ích và tác dụng của Video Challenge. Theo đánh giá của chúng tôi thì Video Challenge trong bóng chuyền còn quan trọng hơn so với VAR trong bóng đá. Pha phối hợp đánh nhanh có điểm cho Thông tin. Kết thúc ghi điểm vừa rồi là của Thảo Hương. Ông Thảo Hương là vận động viên sinh năm 2006, với chiều cao 1m76. Năm nay cũng là năm cuối cùng Thảo Hương có thể thi đấu ở giải trẻ quốc gia, giải đấu dành cho những cầu thủ U19 ở nội dung của nữ, tức là các vận động viên phải sinh từ thời điểm 1 tháng 1 năm 2006 trở về đây. Điểm block dành cho Long An. Tình huống sân bóng thành công vừa rồi là của Như Ngọc. 16-23 và cách 7 điểm. Long An vẫn đang tiếp tục nuôi hy vọng. Được 1-0 tốt. Nhưng Vân Anh có một pha xử lý hay để giúp cho Thông tin có thêm một điểm nữa và chạm tới set point. Có tới 8 set point dành cho binh chủng Thông tin Chiến Tư Bình Phước. Quá nhiều cơ hội để họ có thể giành chiến thắng trong set đấu này sau khi đã có một khởi đầu tốt. Người sẽ phát bóng ngay sau đây là Thảo Hương. Hướng phối hợp đánh lao điều chỉnh tốt của các cô gái Long An, họ cứu được một set point. Pha tấn công ở vị trí số 3 với lực tay tốt của Bảo Ngọc. 17-24. Lê Lê Bách Hợp là người phát bóng. Bách Hợp phát bóng ra ngoài và set đấu này thuộc về bên chủ thông tin Trường Tư Bình Phước. 25-17 là tỷ số của set 1.
đấu tỷ số 1-0. Trận đấu này thì Thông Tin chơi đều cầu hơn, họ tấn công đa dạng hơn so với Long An và phòng thủ trên lưới cũng tốt hơn. Long An ở thời điểm đầu trận thì chệch choạc trong những tình huống xử lý chuyền một và cũng đang mắc nhiều lỗi phát. Sau ít phút nghỉ ngơi, xin mời quý khán giả cùng trở lại với những hình ảnh được tường thuật trực tiếp từ nhà thi đấu Đông Hà, tỉnh Quảng Trị để theo dõi xét đấu thứ hai, trận bán kết hai ở nội dung của nữ giữa VTV Bình Điền Long An và binh chủng Thông Tin Trường Tươi Bình Phước. Xét một đã khép lại với phần thắng 25-17 dành cho đội trẻ của binh chủng Thông Tin. Ở xét đấu thứ hai này thì Thông Tin sẽ thi đấu bên phần sân A, phần sân bên tay trái màn hình của chúng ta. Lê Lê Bách Hợp sẽ là người phát bóng để mở màn cho xét đấu thứ hai. Cần phải có tốc độ cao hơn bởi Thông Tin trong trận đấu ngày hôm nay đang chắn bóng rất hay. Đưa bóng ra biên, đập vừa rồi là của đội trưởng Bích Huệ, cũng là một tình huống đánh biên của Long An và Thông Tin dù rất nỗ lực nhưng không cứu được đường bóng này. Đưa bóng nỗ lực vừa rồi là của chuyền hai Vân Anh. Người vừa có một tình huống tấn công với lực tốt đó là Phạm Cao Trâm Anh. Tỷ số được sa bằng 1-1. Lan Vi bỏ nhỏ. Cú đánh vừa rồi là của Bích Huệ. Lại là Lan Vi. Libero của Thông Tin đã phòng thủ tốt. Tiếp tục sẽ là cơ hội tấn công và ghi điểm dành cho Long An. Đó là cú đánh ở vị trí số 3 của Nguyễn Thị Hồng Bằng. Chúng ta nâng lên 2-1. Quỳnh Hương
là hai cái tên được triệu tập lên đội tuyển U20 Việt Nam. Ngoài ra thông tin còn có cả Vũ Hồng Thảo Hương nữa. Nhìn với danh sách trung quản gần đây, thông tin chỉ còn lại một cái tên, đó là chuyển công Phạm Quỳnh Hương. Trong khi đó thì ở danh sách 12 vận động viên được đăng ký gần đây chuẩn bị đánh giải U20 châu Á, Long An có 3 vận động viên được triệu tập với chủ công Lan Vi, chuyền hai bách hợp và phụ công Như Anh. Như Anh thì năm nay đã quá tuổi nên không tham gia được giải trẻ quốc gia của Long An. Lan Vi và phòng thủ thành công của Quỳnh Hương. Tiếp tục là Lan Vi bỏ nhỏ. Bóng liên tục được đưa ra biên 4 cho chủ công mặc áo số 16 và sau cùng thì Lan Vi đã cắt điểm cho Long An. Lan Vi trước những trận đấu ở vòng đấu loại trực tiếp thì chỉ vào sân ít phút để có thể bao hàng sau cho trẻ Long An. Lan Vi là chủ công có kỹ năng xử lý chuyền một tốt, nhưng ở vòng bảng thì Lan Vi đã dính chấn thương đầu gối, thậm chí không dám bật nhảy nhiều nên thường chỉ được đưa vào sân lần quan trọng. Khi một trong hai chủ công của Long An xoay xuống đầu dưới và huấn luyện viên Ngọc Hoa chọn thời điểm để đưa Lan Vi vào sân. Nhưng ngày hôm nay thì số 16 xuất phát ngay từ đầu. Tỷ số của set 2 đang là 5-3 nghiêng về phía binh chủng thông tin trường tư Bình Phước. Pha tấn công ở vị trí số 2 có vẻ như bóng trong sân. Trọng tài xác định đó là điểm dành cho Long An. Quan sát của chúng tôi cũng là một đường bóng trong sân. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Cũng khá nhạy cảm, cần những góc máy tốt hơn để xác định chính xác điểm tiếp xúc của trái bóng ở tình huống vừa rồi. Nhưng trọng tài Đỗ Văn Trọng đã quyết định đó là điểm dành cho Long An. Đánh biên, Lan Vi đánh bạt chắn và giúp cho Long An sang bằng tỷ số 5-5. Với các vận động viên trẻ thì tâm lý thi đấu đóng vai trò rất quan trọng. Khi chơi bóng trong trạng thái hưng phấn thì họ hoàn toàn có thể chơi với hơn 100% khả năng của mình. Nhưng khi tinh thần đi xuống thì lại mất điểm rất nhanh. Đó là vấn đề của các vận động viên trẻ. Và những giải đấu như giải trẻ quốc gia này sẽ là một cơ hội tốt để cho các vận động viên trẻ của chúng ta được học sát, rèn rũa và tiến bộ hơn nữa. Phạm Ngọc tấn công rất hay ở vị trí số 3 của đội tuyển. Đánh nhanh vừa rồi là của Thảo Hương thì lại vượt lên dẫn trước. Và phát bóng bật lưới của thông tin nhưng chưa có điểm. Đưa bóng ra biên, Quỳnh Hương, điểm block dành cho Long An. Một đường bóng hơi thấp với tình huống phân phối bóng ra biên 4 của Vân Anh. Quỳnh Hương đã không đánh bại được hai tay chắn của Long An. Tỷ số được san bằng 6-6. Đúng là một cặp đấu đáng chờ đợi. Lúc này thì chỉ riêng trên kênh YouTube trực tiếp bóng chuyền của VTV Cup đã có hơn 10.000 khán giả đang đồng hành theo dõi trực tiếp trận đấu này. Rất nhiều những khán giả đang theo dõi trên các nền tảng khác. Một lần nữa chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn với sự quan tâm đồng hành của quý vị với bóng chuyền Việt Nam, như sự quan tâm đồng hành của quý vị với những chương trình thể thao được phát sóng trên các kênh sóng của VTV Cup. Và tấn công của Tào Khánh My, cơ hội cho Long An. Mình đánh ở vị trí số 3 cũng chưa có điểm. Khánh My, lần này thì Long An đã san bằng ở vị số 7 đều.
Séc Hải đang diễn ra với một thế trận giằng co, hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Đây là cờ phát bóng của Bảo Ngọc. Bảo Ngọc phát bóng ra ngoài. Long An không thể hạn chế được lỗi phát bóng của mình. Họ sẽ còn tiếp tục gặp khó trong trận đấu này. Mặt bằng chung với những gì mà hai đội đang thể hiện thì thông tin đang nhỉnh hơn. Họ đều cầu hơn. Bây giờ sẽ là tình huống phát bóng của Truyền Hai Vân Anh. Đưa bóng ra biên, điểm block dành cho Thông Tin. Đó là chính tình huống chắn đôi của Phan Kim Chi và Nguyễn Trà Giang. Thông Tin đang bám chắn tốt ở trận này, một phần cũng vì Long An đang thực hiện những tình huống truyền một không thực sự tốt, và những đường truyền của Bách Hợp cũng chưa đủ tốc độ để đánh lừa hàng chắn của binh chủ Thông Tin Trường Tư Bình Phước. Vừa rồi là pha ghi điểm của Nguyễn Thị Như Ngọc. Cú công bằng áo số 11 đang là một trong những mũi công hiệu quả nhất của Long An ở trận đấu ngày hôm nay. Chuyển sau đầu, bóng chạm tay chắn và đi ra ngoài. Đó là pha tấn công của Quỳnh Hương. Trong một đội hình với nhiều chủ công chất lượng, huấn luyện viên Trọng Linh dường như cũng đang rèn để Quỳnh Hương đánh nhiều hơn ở vị trí đối chuyền để phục vụ cho đội tuyển U20 Việt Nam. Với đội U20 thì những chủ công như Ánh Thảo hay là Đặng Thị Hồng đều là những vận động viên tấn công rất tốt. Trong khi đó thì Lan Vi lại là người chơi nổi bật với những tình huống xử lý truyền một. Việc Quỳnh Hương có thể được đẩy sang vị trí đối truyền cũng là một bài toán chiến thuật hay dành cho đội U20 Việt Nam. Là tình huống phát bóng lỗi của Long An, vất vả có được một điểm nhưng lại dễ dàng phung phí điểm số với những pha phát bóng không thành công. Đó là vấn đề của Long An. Tỷ số bây giờ là 11-9 nghiêng về phía binh chủ Thông Tin Trường Tư Bình Phước. Cầu phát bóng của phụ công Trà Giang. Cả hợp đánh chiến thuật có điểm cho Long An. Miếng đánh chồng trước giúp cho Long An có được điểm số thứ 10 ở set 2. PT bị Long An xin thay đổi vận động viên số 25 ra sân, số 9 vào sân. Nguyễn Ngọc Anh vào sân để thay thế cho Tào Khánh My. Một sự thay đổi ở vị trí chủ công bên phía VTV Bình Điền Long An. Huệ và Kim Chi, Trà Giang ngày hôm nay cũng chơi hay. Lan Vi, pha kẻ biên của Lan Vi đó là một tình huống ghi điểm của chủ công áo số 16. Đánh rất tốt của Lan Vi để có thể đánh bại hai tay chắn của binh chủ Thông Tin Trường Tư Bình Phước. 11-12, trận đấu thứ hai vẫn đang là một thế trận giằng co. Chéo cắt từ biên 4 của đội tuyển Quỳnh Huệ. Đang cùng xem lại cú đánh này. Trong sân rồi. Trước đó ở hình ảnh của camera toàn cảnh, chúng ta còn có cảm giác đó là một đường bóng nhạy cảm. Nhưng với tình huống quay chậm vừa rồi thì dễ dàng xác định đó là một đường bóng trong sân của Quỳnh Huệ.
điểm là chính xác dành cho bên chủ thông tin Trường Tư Bình Phước. Đánh biên Quỳnh Hương, tập bóng rất mạnh của Phục Long Quỳnh Hương và tấn công quy lực của cầu thủ áo số 14 bên phía bên chủ thông tin Trường Tư Bình Phước. Một tay chắn là không đủ để ngăn chặn Quỳnh Hương ở tình huống này. 14-11. Lan Vi liên tiếp là Điền Long An 12-14. Pha tấn công tốt của các thành viên đội tuyển U20 Việt Nam. Ngay sau cú đánh tốt ở biên 4 của Quỳnh Hương thì Lan Vi có câu trả lời. Lan Vi là vận động viên được đôn lên đội 1 của Long An từ khá sớm nên cũng là một trong những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm trận mạng trong đội hình của đội trẻ Long An. Tấn công hàng sau, một cú đánh hiếm hoi sau vạch 3m ở trận này. Tiếp tục là tấn công hàng sau, đập rất mạnh nhưng đó là tình huống thủ tốt của Lan Vi. Rất hay, Long An có điểm ở đường bóng vừa rồi sau những nỗ lực phòng thủ kiên cường của họ. Mặc dù trước đó thì Ngô Thị Bích Huệ đã có được hai pha tấn công tốt từ sau vạch 3m, đặc biệt là cú đánh thứ hai. 13-14, trận đấu của chúng ta đang diễn ra rất hay. Bóng ngoài, trọng tài xác định có lẽ bóng đã chạm chắn. Đang cùng xem lại đường bóng này. Góc quay này thì chưa thể xác minh được điều gì. Những quyết định của ông Đỗ Văn Trọng đã được đưa ra, đó là điểm dành cho binh chủng thông tin Trường Tư Bình Phước. Phản ứng từ phía trẻ Long An cũng không gay gắt. Điều đó cũng giúp cho chúng ta phần nào hiểu được rằng họ đã để bóng chạm tay. Quỳnh Hương, tiếp tục là Quỳnh Hương, chắn bóng tốt. 14-15 và cách lại là một điểm. Bóng từ sau vạch 3m của Bích Huệ chưa có điểm cho thông tin. Cú đánh hai chuyền của Vân Anh, một pha xử lý rất hợp lý của chuyền hai bên phía thông tin. Linh Ngọc Vân Anh trong trận đấu này đang chơi hay. Vân Anh là chuyền hai sinh năm 2008 với chiều cao 1m73. Trong trận đấu ngày hôm nay thì chuyền hai mặc áo số 2 đang phân phối bóng rất hợp lý, giúp cho bên chủ thông tin Trường Tư Bình Phước triển khai tấn công hiệu quả đa dạng. 16-14. Phát bóng trong sân, đó là điểm ace dành cho binh chủng thông tin Trường Tư Bình Phước. Và phát bóng rất khó chịu, bóng rơi ở vạch cuối sân. Là cơ hội tấn công dành cho thông tin. Đường chuyền sau đâu, cứu bóng rất nhanh. Và chiếc thời cơ tốt vừa rồi là của Như Ngọc, với chiều cao hơn 1m8. Như Ngọc thực sự lợi hại với những tình huống bóng như thế này. Khi mà thông tin đã mắc lỗi chuyền một, đập mạnh vừa rồi là của Tà Khánh My. Đường chuyền sau đâu, quá hay, đập nắm sàn của Quỳnh Hương.
thì Quỳnh Phương 18 rồi ạ. Bật đá 3 mét của Quỳnh Phương. Bật đá đã được thể hiện trong pha bóng này. Chắn bóng tốt. Lần này tới lượt Trâm Anh cũng không vượt qua được các tay chắn của đội chủ tâm lý Trường Tương Bình Phước. Cũng như set 1 tới thời điểm nửa cuối của set đấu là lúc bên chủ thông tin Trường Tương Bình Phước đang vượt lên và họ đang tạo ra khoảng cách 4 điểm với đối thủ. Bích Huệ đánh mặt chắn của đội trưởng bên phía thông tin, đứng 20 dành cho đội bóng trẻ Hòa Linh. Các vũ công của thông tin trong trận này đều đang chơi hiệu quả, trong khi họ cũng là đội bám chắn tốt hơn so với Long An ở trận này. Điểm dành cho Long An. Để Long An 16-0. Phương tấn công ở vị trí số 2 của đội bóng áo vàng. Long An đã thay vị trí truyền 2. Mai Ngọc Tuyền vào sân thay cho Lê Lê Bách Hợp. Và ngay sau khi vào sân thì truyền 2 mang áo số 14 đã có một pha phân phối bóng sau đầu khá hay. 16-20. Lan Vi bóng quá tốt, đã là một tình huống chắn đôi với sự góp mặt của Phan Kim Chi. Nếu không thể thực hiện những viên đánh chiến thuật hoặc những đường chuyền có tốc độ cao hơn, Long An thực sự rất khó để có thể chinh phục được hàng chắn của thông tin ở trận này. 21-16. Không đúng tầm dành cho Như Ngọc. Và đây là cơ hội dành cho thông tin. Lan Vi không được. Và xử lý lỗi của các vận động viên trẻ bên phía thông tin. Và một lần nữa người chớp được thời cơ tốt này lại là Nguyễn Thị Như Ngọc. 17-21. Và xử lý bước một lỗi của Libero Lan Anh. Hai lỗi liên tiếp khiến cho thông tin liên tục mất điểm. Trước đó thì truyền 2 Vân Anh đã có một tình huống kiến tạo cho đối thủ. 18-21. Đánh chéo sân của thông tin. Đó là một tình huống tấn công đi bóng ra ngoài của đội trưởng Ngô Thị Bích Huệ. Đánh bóng trên chắn, những điểm bóng lại ở ngoài sân. Và tới lúc này thì huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh đã phải gọi time out. Sau giải đấu này thì các thành viên của đội tuyển bóng chuyền nữ U20 Việt Nam sẽ tập trung tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội để chuẩn bị cho giải U20 châu Á. Giải đấu sẽ diễn ra vào thời điểm đầu tháng 7 tới ở Giang Môn, Trung Quốc. Danh sách 15 thành viên của đội tuyển U20 Việt Nam đã được xác định với 3 thành viên trong ban huấn luyện. Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Trọng Linh, huấn luyện viên phó Nguyễn Thị Ngọc Hoa và huấn luyện viên Nguyễn Văn Vũ. Còn lại là 12 vận động viên.
liên tục là những tình huống xử lý bất ngờ lỗi của thông tin và tỷ số được san bằng 21-21. Thông tin xin tạm dừng trận đấu. Hai lượt hội ý liên tiếp kéo dài cách nhau chỉ trong ít phút với thông tin. Phải bám đuổi, bây giờ trẻ Long An đang tạo ra nhiều áp lực hơn cho thông tin khi họ đã san bằng tỷ số 21-21. Đội trẻ thông tin đang rất cần một cầu có khả năng cắt điểm. Lỗi chuyền một và thông tin tiếp tục bắt được. Tinh thần đang lên rất cao dành cho các cô gái trẻ của VTV Bình Định Long An. Ngoại trừ những cổ động viên của Long An thì những cổ động viên trung lập cũng đang rất muốn Long An thắng ở set này. Để trận đấu của chúng ta ít nhất sẽ có 4 set đấu. Phát bóng ngoài và tỷ số được cân bằng 22-22. Nhưng Ngọc cũng đã kéo được một cầu lên điểm tốt cho Long An. Tình huống phát bóng bay của Như Ngọc rất khó chịu với những đường bóng tầm cao, bóng ngang vai, rất khó để xử lý bước một. Đi đánh với của phụ công bên phía Long An, sau đó thì thông tin lại bị giật mình. Chúng ta cùng xem lại đường bóng này. Người xử lý không tốt đó là chuyền hai Vân Anh. 23-22. Cầu phát bóng của Trâm Anh. Trâm Anh trước đây cũng đã được đào tạo ở vị trí truyền 2, nhưng năm nay thì đang thi đấu ở vị trí đối truyền. Bích Huệ. Nỗ lực cứu bóng thành công của Long An. Đưa bóng ra biên, Bích Huệ. Lại là một cú đập mạnh, nhưng tình huống tấn công vừa rồi của Bích Huệ đã đưa bóng ra ngoài sân. 24-22, sẽ có 2 set point dành cho VTV. Đây chính là vấn đề của yếu tố tâm lý mà chúng tôi đã nhắc tới trước đó với các cầu thủ trẻ. Số 2 ra sân, số 21 vào sân. Dù là đội chơi tốt hơn, đều cầu hơn, nhưng vị chủ thông tin Trường Tư Bình Phước cũng có những thời điểm mất một mạch điểm khá dài vì vấn đề tâm lý của các vận động viên. Giờ thì đội bóng Ao Lĩnh đã thay ở vị trí chuyền 2. Đinh Thị Vân vào sân thay cho Vân Anh. Phát bóng ngoài, điểm rất quan trọng của Long An, tiếp tục bắt lối phát bóng và bỏ lỡ một set point. Long An khi tạm dừng trận đấu. Lượt time out quan trọng của huấn luyện viên Ngọc Hoa để củng cố tinh thần cho các vận động viên trẻ và cũng phần nào làm giảm sự hưng phấn của đối thủ ở điểm số quyết định này trong set 2. Tôi nhớ không nhầm thì năm ngoái đánh ở vị trí chuyền 2 cho Kinh Bắc Bắc Ninh, chuyền 2 dự bị cho Nguyễn Vân Hà. Nhưng năm nay đang là chuyền 2 dự bị của thông tin. Điểm này dành cho vị chủ thông tin Trường Tiên Bình Phước và tỷ số được san bằng 24-24. Rất khó chịu của đội trưởng Bích Huệ. Thông tin đã cứu được 2 set point. Sau điểm ấy vừa rồi thì Bích Huệ lại bắt lỗi phát bóng, bóng rút lưới. 25-24.
set point lần thứ 3 cho VTV Bình Điền Long An. Set 2 thực sự diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Cơ hội đang thuộc về Long An để họ có thể san bằng cách biệt. Quỳnh Hương kết thúc trận đấu dành cho Long An. Khánh My, trọng tài đã bắt lỗi lưới đối với Thông Tin và tỷ số là 26-24. Điểm Long An 26-24. Chúng ta sẽ có ít nhất là 4 trận đấu cho cặp đấu này. Đó là một thông tin vui với nhiều người hâm mộ. Đương nhiên không phải là một thông tin vui với các cổ động viên của Thông Tin. Nhưng đúng là với một cặp đấu hấp dẫn như thế này, nhiều người trong số chúng ta cũng sẽ không mong đợi nó sẽ kết thúc một cách chóng vánh. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Thông Tin thắng trước ở set 1 với tỷ số 25-17. Và set 2, phần thắng thuộc về Long An khi họ tận dụng được set point lần thứ 3 và thắng bằng tỷ số 26-24. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với set đấu thứ 3, trận bán kết thứ 2 của nội dung nữ tại giải vô địch trẻ quốc gia môn bóng chuyền trong nhà năm 2024. Trận đấu giữa Binh chủng Thông Tin Trường Tươi Bình Phước và VTV Bình Điền Long An. Hai đội đang hòa nhau một đều sau hai set đấu. Thông Tin sẽ là đội phát bóng trước trong set 3 này với cầu phát bóng của Vân Anh. Vân Anh ở thời điểm nửa cuối set 2 có dấu hiệu tâm lý với những tình huống mắc lỗi. Và ở trận đấu đó thì Thông Tin đã đánh mất hết lợi thế của mình. Và tấn công của Quỳnh Hương, bóng chạm tay chắn và rơi ngoài sân. Vấn đề lớn nhất của Thông Tin ở thời điểm này, ngoài yếu tố tâm lý thì còn là những pha xử lý chuyền một. Ngay lập tức Long An đưa ra câu trả lời với tình huống phối hợp tấn công ở vị trí số 3. Người vừa ghi điểm đó là Như Ngọc. Lê Lê Bách Hợp đang chưa có được những đường truyền đúng tầm với Như Ngọc. Nhưng hiệu suất ghi điểm của phụ công mang áo số 11 trong trận đấu ngày hôm nay cũng là khá cao. Đây là cầu phát bóng của Tào Khánh My. Không được, đánh hơi ngửa của Phan Kim Chi và bóng rơi ngoài sân. 2-1. Được chuyền với cảm giác tương đối tốt của Vân Anh ra biên 4. Nhưng Kim Chi thực hiện không thành công pha tấn công vừa rồi. Và phát bóng tấn công của Tào Khánh My.
Kim Chi. Số được cân bằng 2 đều. Kim Chi vừa có một tình huống tấn công hay ở biên 4. Bóng đi cắm và Lan Vi đã không thể phòng thủ. Kim Chi đầu trận đấu này chơi rất hay, nhưng ở set 2 thì cũng khá thầm lặng. Đã có lỗi vị trí của Long An và điểm dành cho Thông Tin. 3-2 nghiêng về phía đội bóng áo xanh. Đây là lần thứ 2 trong trận đấu này các học trò của huấn viên Nguyễn Thị Ngọc Hoa mắc lỗi vị trí. Đường chuyền sau đâu, đập rất mạnh của Bích Huệ. Sau khoảng nghỉ giữa hai set vừa rồi thì nhiều vị trí của Thông Tin dường như cũng đã lấy lại được tinh thần, tâm lý của họ đã ổn định hơn so với thời điểm cuối set 2. Tái xác định bóng ngoài, 4-2 cho Bình Chủng Thông Tin Trường Tươi Bình Phước. Ngày hôm nay thì chúng ta gần như không thấy được ranh giới trong việc phân chia vị trí giữa chủ công và đối chuyền bên phía Bình Chủng Thông Tin Trường Tươi Bình Phước. Cả ba vận động viên Ngô Thị Bích Huệ, Phan Kim Chi và Phạm Quỳnh Hương đều có thể thay nhau chơi chủ công hoặc đối chuyền. Công đưa bóng ra ngoài, trọng tài xác định bóng cũng không chạm chặt. Thêm một điểm nữa được ghi cho bên chủ Thông Tin Trường Tươi Bình Phước. Đánh lao điều chỉnh hay của VTV Bình Điền Long An. Và đó là pha kết thúc của Như Ngọc. Như Ngọc cũng là một vận động viên rất triển vọng ở vị trí phụ công. Rồi và điểm cho Thông Tin. 7-3. Và bỏ nhỏ rất khó chịu. Và sau đó thì hàng thủ của Long An đã không có một tình huống hỗ trợ tốt cho nhau. Cầu phát bóng của Trà Giang. Trà Giang là vận động viên sinh năm 2007, năm nay 17 tuổi. Hai pha tấn công liên tiếp của Long An. Trọng tài xác định đã có điểm rồi. Một cú đánh ở vị trí số 3 của Bảo Ngọc và sau đó là pha kết thúc của Lan Vi. Trọng tài xác định bóng đã chạm sàn. 4-7. Tiếp tục là cơ hội tấn công dành cho Thông Tin. Bích Huệ. Đây là Lan Vi bỏ nhỏ. Và xử lý không thành công của Lan Vi, bóng ngoài sân. Một đường bóng khá khó. Lan Vi thực hiện một tình huống xoay cổ tay để tấn công dọc biên. Nhưng bóng đã rơi ngoài sân. 8-4 cho Thông Tin. Đoạn này rất gọn gàng của đội trưởng bên phía Thông Tin. Ngô
Thị Minh Huệ là vận động viên sinh năm 2006 với chiều cao 1m71, khả năng bật đà 2m95 và bật chắn 2m88. Những thông tin về chỉ số chiều cao sức bật của các vận động viên chúng tôi đều dựa trên danh sách đăng ký của các đội bóng gửi lên ban tổ chức. Tuy nhiên những thông tin này thì cũng không chính xác một cách tuyệt đối mà chỉ mang tính tham khảo thôi. Cơ hội ghi điểm thứ 10 cho thông tin. Minh Huệ lại là một cú đập cắm sàn nữa của Minh Huệ. Điểm bóng ở cuối sân, bóng xuyên qua hàng chắn cũng như hàng thủ ở phía sau của VTV Bình Điền Long An. Long An lại phải thay đổi ở vị trí chuyền hai. Anh Hợp rời sân để nhường lại vị trí cho Mai Ngọc Tuyền. Lê Lê Bách Hợp sinh năm 2006, còn Mai Ngọc Tuyền thì kém 2 tuổi, sinh năm 2008. Cả hai vận động viên này đều có chiều cao trên 1m7. Chắn bóng tốt. Những hình ảnh của thông tin trong set 1 đã trở lại. Số bây giờ là 11-1, khoảng cách khá xa ngay ở thời điểm đầu set 3. Có vẻ như Lan Vy đã được rút ra để nhường lại vị trí cho Như Ý. Lan Vy mới trở lại sau chấn thương và cũng cần thêm quãng nghỉ. Thông tin phát bóng ngoài. Vừa rồi là tình huống phát bóng không chính xác của Phan Kim Chi. 5-11. Đây là Nguyễn Từ Như Ý, người mới vào sân thay cho đội trưởng Lan Vy. Thêm một điểm nữa được ghi cho VTV Bình Điền Long An. Cú đánh của Bích Huệ đã không thắng được tay chắn của Long An. Ngô Thị Bích Huệ có chiều cao 1m71. Người cao nhất trong đội hình của thông tin là Phạm Quỳnh Hương, cao 1m86. Trong khi đó thì cầu thủ cao nhất bên phía Long An đó là Nguyễn Thị Như Ngọc, cao 1m81. Chị Huỳnh Bảo Ngọc cũng cao 1m80. Hai phụ công của Long An đều có chiều cao rất ấn tượng. Lại là một cú đập tốt nữa của Bích Huệ. Cuối cùng thì thông tin cũng có điểm. 12-7. Bích Huệ có rất nhiều những tình huống tấn công trên chắn. Sau đó thì thông tin có điểm từ một tình huống chắn đôi của Vân Anh và Thảo Hương, có lẽ là vậy. Bích Huệ phát bóng rút lưới, điểm cho Long An. Đội trưởng của thông tin cũng đang có dấu hiệu thấm mệt khi trận đấu đang bước vào giữa set đấu thứ 3. Hướng cứu bóng thành công của Vân Anh và các đồng đội. Chuyển một lỗi khiến thông tin quá vất vả đường bóng vừa rồi và Long An có thêm một điểm nữa. 9-12. Huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh phải xin dừng trận đấu. Mỗi set mỗi đội sẽ có được 2 lượt hội ý, mỗi lượt kéo dài 30 giây. Ba mươi giây nhanh chóng đã kết thúc.
Thông Tin vẫn đang là đội dẫn điểm ở xét đấu này, nhưng khoảng cách giữa hai đội đang dần được thu hẹp. Quỳnh Hương và đánh bóng với lực không quá mạnh nhưng đủ để ghi điểm cho bên chủ Thiên Ti Trường Tư Bình Phước. Bóng rơi ở cuối sân, 13-9 cho Thông Tin. Điểm lóc cho Minh Chuẩn Thông Tin Trường Tư Bình Phước. 14-9. Tình huống chắn đôi của Vân Anh và Trà Giang. Cho rằng đối thủ đã mắc lỗi lưới. Điểm 10-14. Huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh đang phản ứng rất gay gắt. Họ có cơ sở vì với phản ứng vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại đường bóng này. Không biết là tay của Như Ngọc đã chạm lưới hay chưa, hay là một tình huống với nỗ lực cứu bóng của phụ công áo số 11. Bóng là thứ đã chạm lưới chứ không phải tay của Như Ngọc. Ta đã rút ra một thẻ phạt cảnh cáo dành cho thành viên bên phía binh chủng Thông Tin Trường Tư Bình Phước sau phản ứng vừa rồi. Điểm dành cho Long An 10-14. Quá sâu. Quỳnh Hương. Đường bóng cắm sàn của Phục Long Quỳnh Hương. Được thông tin 15-10. 15-10. Là Quỳnh Hương. Tiếp tục đưa bóng ra biên cho số 14. Phản ứng tốt liên tiếp của Quỳnh Hương ở biên 4. 16-10 cho bên chủ Thông Tin Trường Tư Bình Phước. Các bạn xin thay đổi vận động viên số 11 ra sân, số 10 vào sân. Bên phía Thông Tin thì các phụ công rất chăm thực hiện những tình huống hút chắn. Dù chưa đánh được chiến thuật nhiều ở trận đấu ngày hôm nay, nhưng các phụ công trẻ của Thông Tin cũng đang thể hiện được vai trò của mình. Hàng sau, cú đập bóng vừa rồi là của Bích Huệ. Quỳnh Hương, bóng không qua lưới. Điểm Long An 14-16. Nhìn mặt bằng chiều cao trên sân thì có cảm giác Bích Huệ cao hơn so với chiều cao 1m71 được câu lạc bộ đăng ký. Điểm thứ 11 dành cho Long An. Sau đó là một tình huống phát bóng ngoài. Thông Tin 17-11. 17-11. Và phần bóng ra ngoài là của Tào Khánh My. Điểm
điểm dành cho binh chủng thông tin Trường Tư Bình Phước. 18-11. Đã đang có những hiển thị không chính xác với bảng tỷ số lúc này của set 2. Tỷ số lúc này phải là 18-11. Thông tin đang dẫn trước đối thủ 7 điểm trong trận đấu này. Vẫn đang là cầu phát bóng của Quỳnh Hương. Pha phát bóng khá khó chịu. Sau đó là tình huống chớp thời cơ của Thông tin. Thêm một điểm nữa được ghi. Sau đánh vừa rồi thì có vẻ như Bích Huệ đã bị đau ở cổ tay. Và Thông tin xin tạm dừng trận đấu. Long An đang phải thay đổi khá nhiều những vị trí trong đội hình chính của mình. Cả Lan Vi và Truyền Hai Bách Hợp đều đang được rút ra cho nghỉ. Trong set 3 này thì Thông tin đang dẫn điểm với một khoảng cách tương đối an toàn. Sân và tấn công xa lưới của Long An. Đánh không chính xác của Nguyễn Từ Như Ý. Điểm thứ 20 cho Thông tin trong trận đấu này. Số 25 ra sân, số 9 vào sân. Ngọc Anh vào sân để thay thế cho Tào Khánh My. Long An lại tiếp tục thay ở vị trí chủ công. Đường chuyền sau đầu. Nỗ lực phòng thủ không thành công của đội trẻ Thông tin. Pha bóng mà libero của Thông tin và Phan Kim Chi dù đã rất cố gắng đã không cứu được đường bóng vừa rồi. Điểm ace dành cho Long An. 13-20. Ở nhiều góc máy chúng ta thấy chiều cao của Bích Huệ so với Quỳnh Hương cũng không chênh lệch là bao. Có lẽ cũng chỉ rơi vào tầm 5-6cm thôi. Nhiều khả năng lúc này thì đội trưởng của đội trẻ Thông tin đang có chiều cao tầm 1m8. Trong khi đó thì thông số chiều cao của Bình Huệ được đăng ký theo danh sách từ đội trẻ Thông tin gửi lên ban tổ chức chỉ là 1m71. Hai mươi một 13 dành cho binh chủng Thông tin Trường Tư Bình Phước. Bây giờ là cầu phát bóng của phụ công Trà Giang. Như Ý mắc lỗi. 22-13. Có lẽ trận đấu này thì Long An sẽ không thể lội ngược dòng được trước Thông tin nữa. Khoảng cách đã là quá lớn. Xích soát 10 điểm rồi.
Điểm dành cho Thông Tin. Tài bắt lỗi hàng sau của Long An. Ba lệch. Dễ dàng chặn bóng và có thêm một điểm nữa. Thông Tin có tới 11 set point trong trận đấu này. Gần như có thể khẳng định set đấu thứ 3 sẽ thuộc về Binh chủng Thông Tin Trường Tươi Bình Phước. Thông Tin xin thay đổi vận động viên số 6 ra sân, số 4 vào sân. Đội trưởng Bích Huệ được rút ra để nhường lại vị trí cho Bùi Thủy Tiên, vận động viên mang áo số 4. Thành công của Trâm Anh và điểm quyết định của Sơn Ba đã được ghi. 25-13, chênh lệch lên tới 12 điểm trong trận đấu thứ 3 này. Thông Tin đã đáp trả rằng thất bại set 2 chỉ là một tai nạn. Ở set 3 thì họ thắng với một khoảng cách lớn trước VTV Bình Điền Long An và đang tạm dẫn với tỷ số 2-1 sau 3 set đấu. Chúng ta sẽ cùng nhau tạm nghỉ ít phút trước khi tiếp tục đến với set đấu thứ 4, trận đấu bán kết thứ 2 ở nội dung của nữ tại giải bóng chuyền trẻ quốc gia năm 2024. Với thế trận hiện tại thì nhiều khán giả đã đưa ra dự đoán trận chung kết giải trẻ quốc gia năm nay sẽ là cuộc so tài giữa Binh chủng Thông Tin Trường Tươi Bình Phước và Vietinbank. Đây cũng là hai đội bóng có màn thể hiện ấn tượng nhất ở giải trẻ năm nay. Ở vòng đấu bảng họ không có đối thủ. Và trong trận bán kết này, trước một đối thủ mạnh như VTV Bình Điền Long An, Binh chủng Thông Tin Trường Tươi Bình Phước cũng đang là đội chơi tốt hơn. Họ tấn công đa dạng hơn ở nhiều vị trí, chắn bóng tốt hơn. Về phía Long An thì vẫn đang thiếu đi một cầu cắt điểm. Ở trận đấu thứ tư thì Long An sẽ thi đấu bên phần sân B, phần sân bên tay phải màn hình của chúng ta. Và họ là những người mở điểm. Có vẻ như trọng tài quyết định đã có lỗi lưới của Long An. Những biểu cảm này của Trâm Anh ta cũng phần nào có thể hình dung được. Đúng là lỗi lười. Người đã chạm lưới ở pha bóng vừa rồi đó là Như Ngọc. Pha quay chậm vừa rồi đã chỉ ra điều đó. Không cần phải tranh cãi thêm nữa. Điểm dành cho Binh chủng Thông Tin Trường Tươi Bình Phước.
Tỷ số lên sẽ là 1-1. Tào Khánh My là người phát bóng. Bích Huệ. Đội tuyển thứ 3 thì Bích Huệ đã được huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh rút ra cho nghỉ. Và ngay lập tức ở thời điểm đầu trận đấu thứ 4 này, đội trưởng của thông tin đã trở lại. Ngay trong đội hình xuất phát ở trận đấu này, chuyền một của Long An, đây sẽ là cơ hội tấn công cho thông tin. Đánh chiến thuật với tình huống kết thúc của Bích Huệ. Lần này thì Bích Huệ đã không thắng được các tay chắn của Long An. Lan Vi. Nỗ lực phòng thủ không thành công của thông tin. Bên phía Long An, Lan Vi đã trở lại đội hình. Nhưng ở vị trí chuyền hai thì Lê Lê Bách Hợp vẫn đang ngồi ngoài sân. Người đang chuyền hai ở trận đấu này cho Long An đó là Mai Ngọc Tuyền. Một vận động viên bên phía binh chủng thông tin trường tư Bình Phước đang bị đau. Không có va chạm nào. Nhưng sau tình huống tiếp xúc với mặt sân vừa rồi thì Thảo Hương đã ngay lập tức ngã xuống. Cổ chân của Thảo Hương cũng không có dấu hiệu bị gập. Hy vọng đó chỉ là một pha bóng mà Thảo Hương gặp một chút vấn đề với vùng cơ của mình. Nếu nghiêm trọng hơn thì đó có thể là một chấn thương ở vùng gối. Thông tin phục công mặc áo số 16 ra sân. Số 20 vào sân. Những hình ảnh không vui với những cổ động viên của binh chủng thông tin trường tư Bình Phước. Sân bóng rơi ở vạch cuối sân và điểm dành cho binh chủng thông tin trường tư Bình Phước. Một pha phối hợp giữa Phan Kim Chi và Ngô Thị Bích Huệ. Bên phía thông tin, sau khi Thảo Hương rời sân vì chấn thương thì người vào sân chơi thay là số 20 Phí Trần Hương Linh. Lan Vi, đánh tốt của đội trưởng bên phía Long An. Tỷ số được nâng lên 4-3. Trong đội hình của thông tin thì những cầu thủ trẻ tuổi nhất là sinh năm 2008, tức là năm nay 16 tuổi. Với chuyền hai Vân Anh, chủ công Phạm Quỳnh Hương và cái tên còn lại là Trần Phương. Cầu thủ lớn tuổi nhất thì đương nhiên là sinh năm 2006, vừa đủ tuổi để tham dự giải trẻ quốc gia năm nay. Bên phía Long An thì độ tuổi trung bình của đội trẻ Long An thấp hơn. Bóng
có nhiều cầu thủ sinh năm 2008. Và có một Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc năm nay mới 15 tuổi. Phục công này sinh năm 2009. Trở lại với những diễn biến trong set đấu thứ tư. Tỷ số lúc này giữa hai đội đang là 4 đều. Thêm một điểm nữa được ghi cho Thông Tin. Điểm ace dành cho đội bóng áo xanh. Và vừa tấn công ở vị trí số 3 đã bị bắt bài. 6-4 cho Thông Tin. Giờ thì huấn luyện viên Ngọc Khoa đã phải đưa chuyền hai Lê Bách Hợp trở lại sân. Một thế trận rất khó dành cho nhà đương kim vô địch. Rất có thể sau trận đấu này thì Long An sẽ trở thành cựu vương ở giải trẻ quốc gia. Thông Tin đang chơi tốt hơn trong trận đấu ngày hôm nay. Long An dù đã có một set thắng nhưng đó là một set thắng rất vất vả với tỷ số 26-24. Trong khi đó thì với hai set thắng của mình, Thông Tin đều bỏ cách đối thủ một số điểm tương đối. Set 1 là 25-17 và set 3 là 25-13. Và tấn công trên chắn của Quỳnh Hương. Thông Tin 7 năm. 7 năm cho Thông Tin. Cầu phát bóng của Hương Linh. Trọng tài xác định bóng ngoài sân. Một thế trận khó dành cho huấn luyện viên Ngọc Hoa. Và cứu bóng không thành công của Tào Khánh My. Sau khi thua sâu ở set đấu thứ 3 thì tinh thần thi đấu của Long An ở thời điểm đầu set đấu thứ 4 này đang gặp nhiều vấn đề. Thông Tin chắn bóng rất hay. Hai tình huống chắn bóng liên tiếp ở biên 4 của đối thủ. Hàng sau. Ngày hôm nay thì Ngô Thị Minh Huệ là một trong những vận động viên hiếm hoi thực hiện được những tình huống tấn công sau vạch 3m. Quỳnh Hương. Bóng trong sân. Đó là điểm dành cho VTV Bình Điền Long An. Tỷ số bây giờ là 7-9. Giờ tới lượt ban huấn luyện của Thông Tin xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Bên ngoài sân thì phụ công Thảo Hương vẫn đang cần tới sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Có vẻ như đó là một chấn thương không hề đơn giản đối với phụ công mang áo số 16.
Tỷ số bây giờ là 7-9. Người chuẩn bị phát bóng là chuyền hai Lê Lê Bách Hợp. Trong đội hình của đội tuyển U20 Việt Nam, ngoài Bách Hợp thì còn có một người nữa chơi vị trí chuyền hai. Đó là Nguyễn Văn Hà, chuyền hai của Kinh Bắc Bắc Ninh. Ở pha bóng vừa rồi thì thông tin đã bị bắt lỗi vị trí. Ở trận đấu ngày hôm nay, nhiều lần huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh đã tỏ ra khá bực tức với những quyết định của tổ trọng tài. Điểm dành cho Long An, tỷ số được sao bằng 9 đều. Để Long An 9 đều. Chạm bên phía Long An. Thông tin có điểm thứ 10 trong trận đấu này. Người dính lỗi hai chạm đó là libero Võ Thị Thảo Nguyên. Đánh nhanh, điểm dành cho Long An, 10 đều. Sau những phút đầu thi đấu chệch choạc thì giờ Long An cũng đang nỗ lực để bám đuổi thông tin trong set đấu thứ tư này. Người vừa ghi điểm cho Long An đó là phụ công Như Ngọc. Phát bóng ngoài. Điểm thông tin với đội 10. Lỗi phát bóng của Tào Khánh My. Khánh My rất mạnh dạn cho những tình huống, cố gắng phát bóng phá bước một của đối thủ. Nhưng nhiều lần trong trận đấu này, số 25 của Long An đã phát bóng lỗi. Thêm một pha tấn công ghi điểm nữa của Như Ngọc. Đây cũng là năm cuối cùng mà Như Ngọc có thể thi đấu ở giải trẻ quốc gia. Phụ công này sinh năm 2006. Năm sau thì Long An sẽ không có sự phục vụ của Lê Lê Bách Hợp, Phạm Cao Trâm Anh, Nguyễn Thị Như Ngọc, Võ Thị Thảo Nguyên và Nguyễn Lan Vi ở giải trẻ quốc gia. Những cầu thủ đều sinh năm 2006 và năm sau sẽ quá tuổi. Điểm dành cho Long An, 12-11. Bên phía thông tin thì những cầu thủ năm sau sẽ vượt quá độ tuổi cho phép để tham dự giải trẻ quốc gia, gồm có đội trưởng Ngô Thị Bích Huệ, phụ công Hương Linh, phụ công Vũ Hồng Thảo Hương, cùng với hai cái tên Bùi Thủy Tiên và Nguyễn Thùy Dương, những vận động viên sinh năm 2006. Đập rất tốt của Quỳnh Hương. Pha tấn công uy lực từ sau vạch 3m của chủ công áo số 14. Một trong những pha tấn công hàng sau ấn tượng nhất kể từ đầu trận đấu cho tới giờ. 12 đều cho binh chủng thông tin trường tư Bình Phước. Bên đội trẻ thông tin họ đang có rất nhiều những vận động viên bị đau. Điểm Long An 13-12 thì chúng ta cũng đang thấy sự vắng mặt của Ngô Thị Bích Huệ. Cả Phan Kim Chi cũng đang có dấu hiệu bị đau. Chắc hẳn là
ban huấn luyện cũng như các cổ động viên của binh chủng thông tin trường Tiêu Bình Phước đang rất muốn trận đấu này kết thúc ngay tại set đấu thứ tư. Điểm block dành cho Long An. Tình huống tấn công ở biên 4 vừa rồi là của Bùi Thủy Tiên. Long An bám chắn hay. Tình huống chắn đôi của Bách Hợp và Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc. Điểm dành cho Long An. Khoảng cách giữa hai đội bây giờ đã là 3 điểm. Long An 15-12. Điểm block lại thuộc về Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc. Đánh biên. Đánh không tốt của Bùi Thủy Tiên. Thông tin sau khi không giữ được đội 1 ở trên sân thì những vận động viên thay thế đang mắc khá nhiều lỗi. Bóng chuyển một. Liên tục là những điểm số dành cho VTV Bình Điền Long An. Và lúc này thì nhiều người lại hy vọng chúng ta sẽ có một set 5 cho cuộc đối đầu tâm điểm này, khi mà Long An đang dẫn trước binh chủng thông tin trường Tư Bình Phước với khoảng cách 5 điểm. Lan Vi đập tuyệt vời. 18-12. Tinh thần của Long An đang lên rất cao. Lan Vi vẫn đang phải băng ở bụng gối bên chân phải, nhưng vừa rồi cũng đã rất nỗ lực để thực hiện một tình huống nhảy đập bóng và vừa ghi được điểm thứ 18 cho Long An trong trận đấu này. Giờ thì những khó khăn lại đang thuộc về thông tin, thì họ đang không có được lực lượng mạnh nhất ở trên sân. Số 6 Bích Huệ vẫn đang phải đứng ngoài sân. Thông tin xin thay đổi vận động viên. Số 14 ra sân. Quỳnh Hương được rút ra. Người vào sân thay thế là Trần Phương. Ra sân. Số 7 vào sân. Kim Chi cũng được thay ra để nhường lại vị trí cho Thùy Trang. Những toan tính của huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh. Ông đang rút những cầu thủ chủ chốt ra sân. Số 2. Không biết là huấn luyện viên trưởng của đội trẻ thông tin có tính tới trường hợp xét 5 hay không. Lan Vi đập dụng chắn của chủ công mang áo số 16. 19-12. Trên sân lúc này bên phía thông tin thì nếu không tính tới vị trí của libero, chỉ còn lại chuyền hai Đinh Ngọc Vân Anh là người xuất phát từ đầu bên phía đội bóng trẻ áo lính. Toàn bộ những nhân tố được coi là trụ cột đều đang ngồi trên băng ghế dự bị. Trong bối cảnh khó khăn này thì huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh cũng đang phải tính tới phương án hai đội sẽ đối đầu với nhau để phân định thắng bại trong trận đấu thứ 5. Và ông đang rút những cầu thủ trụ cột ra để có một quãng nghỉ cần thiết trước khi bước vào thời điểm quyết định của trận đấu. Pha phớt đánh nhanh không thành công của Long An, bóng ngoài. Tình huống tấn công vừa rồi là của Trịnh Minh Bảo Ngọc. 14-19.
Lan Vy. Bóng đã chạm tay chắn rồi. Điểm thứ 20 dành cho Long An. Lan Vy đang liên tục ghi điểm cho Long An. Chắn bóng tốt, đó là tình huống chắn đôi với sự góp mặt của chuyền hai Vân Anh. Người còn lại là Hương Linh. Hương Linh là cầu thủ chơi thay cho vị trí của Thảo Hương. 15-20. Hàng sau. Những pha tấn công từ hàng sau như vừa rồi thì không thể giúp Thông Tin có điểm. 21-15 cho Long An. Cú đánh bạt chắn này là của Tào Khánh My. Tào Khánh My sinh năm 2008 với chiều cao 1m72. Điểm dành cho Thông Tin. Đó là lỗi hai chạm của VTV Bình Định Long An. 16-21. Vân Anh phát bóng. Vẫn trong cuộc. Nhưng sau đó là một tình huống tấn công đưa bóng ra ngoài của Tào Khánh My. 17-21. Giờ thì huấn luyện viên Ngọc Hoa đã phải gọi time out. Và trước thời cơ của Như Ngọc cũng đã bị bắt bài. Khoảng cách giữa hai đội bây giờ đang là 4 điểm. Xin thay đổi vận động viên. Số 4 ra sân, số 6 vào sân. Bình Huệ đã trở lại sân. Quỳnh Hương cũng vậy. Số 14 vào sân. Một quãng nghỉ cần thiết cho hai mũi công chủ lực của Thông Tin. Và có vẻ như huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh cũng đã nhìn thấy ánh sáng ở phía cuối đường hầm trong trận đấu thứ tư này, khi Thông Tin đã rút ngắn được cách biệt xuống còn 4 điểm. Thành công của Quỳnh Hương. 22-17. Đưa bóng ra biên. Vừa rồi là của Phạm Thùy Trang. Một cú đánh hơi nóng vội của mũi công áo số 7. Thông Tin cho rằng bóng đã chạm chắn. Và một lần nữa hai trọng tài Văn Trọng và Thanh Tuấn lại phải hội ý với nhau. Chúng ta cùng chờ đợi quyết định cuối cùng được đưa ra. Đó là điểm dành cho Long An. Điểm Long An 23-17. 23-17.
lỗi chuyền một. Và rất nhiều khả năng chúng ta sẽ được chứng kiến set đấu thứ 5 trong cặp đấu này. Long An có tới 7 set point. Minh Huệ sau khi bị đau cũng đã không có được những tình huống xử lý như mong muốn. Và set đấu thứ 4 này đã thuộc về VTV Bình Điền Long An. 17-25. Mỗi đội đã có được 2 set thắng. Và giờ thì cặp bán kết này sẽ được định đoạt bằng set đấu thứ 5. Một trận đấu hay của cả binh chủng thông tin Trường Tư Bình Phước và VTV Bình Điền Long An. Những diễn biến khởi đầu thì thông tin là đội chơi tốt hơn. Nhưng lúc này thì Long An cũng đã kéo được đối thủ vào set đấu thứ 5. Tới lúc này đó là một thành công của thầy trò viên Nguyễn Ngọc, Nguyễn Thị. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì những cặp đấu bán kết của giải bóng chuyền trẻ quốc gia đều diễn ra rất hấp dẫn. Trận bán kết 1 ở nội dung của nữ giữa Vietinbank và Kinh Bắc Bắc Ninh cũng là một màn lội ngược dòng ấn tượng của Vietinbank, và họ giành chiến thắng sau 4 set đấu. Trước khi cặp đấu này diễn ra thì trận đấu giữa Khánh Hòa và Biên Phòng, hai đội cũng phải phân định thắng bại trong 5 set. Và bây giờ tới lượt binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước và VTV Bình Điền Long An cũng phải định đoạt kết quả của trận bán kết 2 của nữ này bằng set đấu thứ 5. Sau khi trận đấu này khép lại, chúng tôi sẽ còn gửi tới quý vị và các bạn trực tiếp trận bán kết còn lại giữa Thể Công Tân Cảng và Hà Nội, trận bán kết thứ 2 ở nội dung của nam. Có một chi tiết khá thú vị là trong 4 set đấu vừa qua, đội bóng nào xuất phát ở phần sân B, phần sân bên tay phải màn hình của chúng ta đều là đội giành chiến thắng. Thông tin thắng ở các set lẻ, set 1 và set 3. Còn Long An thắng ở các set chẵn, set 2 và set 4. Set đấu thứ 5 này thì đội nào chạm được điểm thứ 8, hai đội sẽ đổi sân. Và đội bóng nào có được 15 điểm trước tiên với khoảng cách 2 điểm so với đối thủ sẽ là đội thắng chung cuộc. Thông tin là đội phát bóng trước trong set đấu này với cầu phát bóng của chuyền 2 Vân Anh. Pha phớp đánh lao điều chỉnh có điểm cho Long An. Đó là tình huống ghi điểm của phụ công Nguyễn Thị Như Ngọc. Long An mở điểm trước trong set đấu thứ 5. Ở set đấu này thì tâm lý là yếu tố cực kỳ quan trọng. Cầu phát bóng của Tào Khánh My.
Một vị trí phát bóng cũng mang tới nhiều nỗi lo cho các cổ động viên của Long An. Khánh My phát bóng ra ngoài rất xa và tỷ số được sang bằng 1-1. Bây giờ tới lượt Phạm Quỳnh Hương là người phát bóng. Và phát bóng tốt của Quỳnh Hương. Trâm Anh đưa bóng ra biên, Bích Huệ. Những động tác của Bích Huệ có cảm giác khá nặng nề. Hàng sau. Và tấn công sau vạch 3m của Quỳnh Hương. Trọng tài xác định đó là điểm dành cho Thông Tin. Số được nâng lên 2-1. Bóng đã sượt qua tay của vận động viên bên phía Long An. Bích Huệ và xoay cổ tay ghi điểm của Bích Huệ. Điểm Thông Tin 3-1. Một cú đánh y thành công của đội trưởng bên phía Thông Tin. Bích Huệ có vẻ như đang phải nén đau để thi đấu. Lỗi chuyền một của Long An. Hàng sau của Quỳnh Hương đập rất tốt và tiếp tục có điểm cho đội bóng áo lính. 4-1 dành cho binh chủng Thông Tin Trường Tươi Bình Phước. Và ngay lập tức huấn luyện viên Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã phải gọi hội ý. Quỳnh Hương vẫn đang giữ được cầu phát bóng này. Nỗ lực cứu bóng không thành công của chủ công áo số 11. Vừa rồi là tình huống phối hợp đánh lao điều chỉnh của Long An với pha kết thúc của Bảo Ngọc. Không, chính xác hơn, tình huống kết thúc vừa rồi là của phụ công Như Ngọc, người sẽ thực hiện pha phát bóng ngay sau đây. Bích Huệ, bóng không qua được tay chắn của Long An. Bích Huệ bị đau và không thể bật cao như thường lệ. Những tình huống vào đà cũng chậm hơn. Khoảng cách giữa hai đội bây giờ chỉ còn là 1 điểm thôi. Bích Huệ, bóng đá ra ngoài sân, tỷ số được cân bằng 4-4. Pha chuyển bóng thấp tay quá sát lưới của libero Lan Anh. Thảo Hương đã trở lại sân để thay thế cho Hương Linh. Điểm dành cho VTV Bình Điền Long An. Mạch ghi 4 điểm liên tiếp dành cho đội bóng áo vàng. Người vừa có cú đánh bạt chắn ghi điểm đó là chủ công Lan Vi. Một lượt time out giá trị cho VTV Bình Điền Long An. Không những cắt được mạch lên điểm liên tiếp của đối thủ,
Và giờ đây thì Long An còn vượt lên dẫn trước. Giờ lại tới lượt thông tin phải gọi hội ý. Trận đấu vô cùng công hiến của cầu thủ hai đội. Nhiều vị trí trong đội hình của cả Thông Tin và Long An đều không có được thể trạng tốt, nhưng vẫn đang nén đau để thi đấu ở trên sân. Lan Vi tiếp tục có điểm cho Long An, số được nâng lên 6-4. Tới lúc này thì các cổ động viên yêu mến đội bóng Thông Tin sẽ cảm thấy xét thua thứ hai thực sự là quá tai hại. Thể lực của nhiều vị trí bên phía Thông Tin đã không còn được đảm bảo khi bước vào thời điểm cuối xét đấu thứ tư và cả xét năm này nữa. Nỗ lực cứu bóng không thành công của Long An đổi vào điểm cho Thông Tin. Long An vừa có một mạch ghi 5 điểm liên tiếp. Người phát bóng ngay sau đây là Thảo Hương. Trâm Anh. Bích Huệ. Nỗ lực đập bóng của Bích Huệ nhưng vẫn chưa có điểm cho Thông Tin. Cú đánh rụng chắn vừa rồi là của Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc. Tỷ số được nâng lên 7-5 cho VTV Bình Điền Long An. Tới thời điểm này có lẽ Thông Tin không nên tiếp tục nhồi bóng cho Bích Huệ nữa. Bích Huệ đang bị đau và cũng rất khó để có thể tấn công hiệu quả. Lan Vi. Và phòng thủ tốt của Lan Anh. Lại là Bích Huệ. Quỳnh Hương, bóng ngoài. Điểm thứ 8 dành cho VTV Bình Điền Long An và hai đội sẽ đổi sân. Bích Huệ thậm chí giờ đây đã không thể tự mình di chuyển sang phần sân đối diện. Một hình ảnh thật sự rất đáng thương đối với người đội trưởng bên phía đội trẻ binh chủng Thông Tin Trường Tươi Bình Phước. Đã đến lúc huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh cần phải thay Bích Huệ ra sân. Số 6 mặc dù đã rất nỗ lực rồi nhưng không thể tiếp tục thi đấu ở thời điểm này nữa. Các cầu thủ trẻ của chúng ta đang cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu cực hay. Một trận đấu với chất lượng chuyên môn cao. Một diễn biến vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Đội bóng nào thắng trong trận đấu ngày hôm nay cũng hoàn toàn xứng đáng. Pha xử lý không tốt vừa rồi là của Trần Phương. Cầu thủ vào sân chơi thay cho Bích Huệ. Của binh chủng Thông Tin Trường Tươi Bình Phước và kết thúc vừa rồi là của Nguyễn Trà Giang. Một điểm số mang lại hiệu ứng tinh thần tốt cho các cô gái trẻ của Thông Tin trong bối cảnh họ đang bị đối phương dẫn trước. Lúc này khoảng cách giữa hai đội đang là 3 điểm. Lỗi chuyền một khiến Thông Tin quá vất vả ở đường bóng này.
cơ hội dành cho Long An. Lan Vy, thông tin chắn bóng tốt, đó là tình huống chắn đôi của Trà Giang và Vân Anh. Đinh Ngọc Vân Anh ngày hôm nay rất tích cực trong những tình huống bám chắn và đã nhiều lần ghi điểm cho thông tin. 7-9. Đây là cầu phát bóng của Thùy Trang. Điểm ace dành cho thông tin. Cách biệt được thu hẹp xuống còn 1 điểm. Và tới lúc này thì chưa ai có thể nói trước được điều gì. Trước đó thì đã có thời điểm Long An dẫn với tỷ số là 9-5. Long An xin tạm dừng trận đấu. Lượt hội ý cuối cùng của VTV Bình Điền Long An trong trận bán kết ngày hôm nay. Một trận đấu quá hấp dẫn giữa hai lò đào tạo vận động viên bóng chuyền nữ tốt nhất của bóng chuyền Việt Nam. VTV Bình Điền Long An và binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước. Và lúc này chỉ riêng trên một kênh YouTube của VTV Cup, chúng tôi đã ghi nhận có tới hơn 15.000 khán giả đang trực tiếp theo dõi trận đấu này. Và rất rất nhiều những khán giả đang theo dõi trên các nền tảng khác của VTV Cup. Cảm ơn sự quan tâm đồng hành của quý vị. Chúng ta đang đi vào những điểm số cuối của trận đấu ngày hôm nay. Điểm dành cho Long An. Sau lượt hội ý vừa rồi thì Long An đã cắt được mạch lên điểm của thông tin và có được điểm thứ 10 trong set 5. Một pha ra tay nhanh như điện xẹt của Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc. Thông tin cũng phối hợp tấn công ở vị trí số 3. Để thông tin chín mở. Nỗ lực phòng thủ không thành công của Lan Vy trước cú đánh của Trà Giang. Hà Nội vẫn đang tiếp tục chơi ăn miếng trả miếng. Chín mười. Binh chủng thông tin Trường Tư Bình Phước sai vị trí phát bóng. Thủ lỗi vị trí của thông tin 25-2, 14-20, 17. Một lần nữa thì huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh lại tỏ ra không hài lòng với các trọng tài. 11-25, 2-14, 16. Người phát bóng lẽ ra phải là Trần Phương, cầu thủ mang áo số 11, người đang xoay xuống vị trí số 1. Huấn luyện viên trưởng của đội trẻ binh chủng thông tin Trường Tư Bình Phước trước đó cũng đã xin ý kiến từ ban trọng tài trước khi thông tin thực hiện tình huống phát bóng. Nếu như thông tin mất điểm ở đường bóng này vì lỗi vị trí thì đó thực sự là một pha mất điểm quá đáng tiếc. Trận đấu đang diễn ra rằng co. 11, 25, 2, 14, 16 và 7. Trà Giang lúc này đang ở vị trí số 2. Nhưng Trà Giang vừa là người thực hiện cú phát bóng. Quyết định cuối cùng là điểm dành cho Long An. Thông tin mất điểm ở một thời điểm rất nhạy cảm và mang tới nhiều sự tiếc nuối cho các cổ động viên của họ. Khoảng cách giữa hai đội lúc này là 2 điểm. Có vẻ như Long An vừa thực hiện một tình huống phát bóng quá thời gian
Họ chỉ có 8 giây để thực hiện cú phát bóng vừa rồi. Nhưng 8 giây đã qua đi. Hai đội đều mất những điểm rất đáng tiếc ở thời điểm vô cùng nhạy cảm của trận đấu. Mười mười một. Pha phơm tấn công ở vị trí số 3 của Long An. Cơ hội cho Quỳnh Hương. Bóng rơi trong sân. Đó là điểm block dành cho VTV Vĩnh Long An. Ngày hôm nay thì các phụ công của Long An chơi quá hay. Cả Như Ngọc và Bảo Ngọc không chỉ thực hiện những tình huống tấn công tốt ở vị trí số 3 mà còn có được rất nhiều điểm block. 12-10 cho Long An. Thông tin có một điểm để rút ngắn cách biệt. Pha phối của Long An đã bị bắt bài với tình huống tấn công của phụ công áo số 11 Như Ngọc. Mười một mười hai, khoảng cách vẫn đang chỉ là một điểm thôi. Giờ người phát bóng là Vân Anh. Tiếp tục tấn công ở vị trí số 3. Khoảng trống bên phần sân của Thông Tin đã lộ rõ để cho Như Ngọc có một tình huống xử lý khôn khéo. Thêm một điểm nữa được ghi cho VTV Bình Điền Long An. 13-11, Long An còn cách chiến thắng chung cuộc 2 điểm nữa. Và hiện tại họ cũng đang hơn đối thủ 2 điểm. Những khoảnh khắc rất quan trọng trong trận bán kết này cũng sẽ là những phút giây mà áp lực tâm lý đè nặng lên không chỉ là ban huấn luyện mà tất cả các cầu thủ trên sân. Đưa bóng ra biên, chắn bóng tốt và điểm dành cho Long An. VTV Bình Điền Long An có được điểm thứ 14 và họ sẽ có 3 match point. Cú đánh vừa rồi là của Phạm Thùy Trang. Huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh tỏ ra rất bực tức. Quỳnh Hương, bóng cắm sàn của Quỳnh Hương. 12-14, Thông Tin cứu được một match point và vẫn còn những hy vọng mong manh trong trận đấu này. Bóng tiếp theo là Quỳnh Hương. Long An xin thay đổi vận động viên số 25 ra sân, số 9 vào sân. Thảo Khánh My được rút ra để nhường lại vị trí cho Nguyễn Ngọc Anh. Sự thay đổi của huấn luyện viên Ngọc Hoa ở vị trí chủ công. Đường chuyền sau đâu, bỏ nhỏ. Thông Tin vẫn cứu được bóng. Và trọng tài xác định đã có điểm dành cho Long An. Tình huống mắc lỗi lưới của Thông Tin và Long An đã lội ngược dòng thành công để giành chiến thắng trong trận đấu này. Một trận cầu 5 xét vô cùng căng thẳng, kịch tính và cũng cực kỳ hấp dẫn. Lưới đã rung lên và điểm thứ 15 được ghi cho Long An. Họ vẫn sẽ tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vô địch của mình tại giải trẻ quốc gia năm nay. Những diễn biến thực sự rất khó lường sau khi Long An thua với tỷ số 13-25 ở set đấu thứ 3. Nhưng sau khi Thông Tin đã không còn có được đội hình tốt nhất ở trên sân vì nhiều vị trí đã bị đau, thì Long An là đội đã tận dụng được thời cơ. Họ thắng ở set đấu thứ 4 và cũng giành chiến thắng trong set đấu thứ 5 để bước vào trận chung kết